Dạ vâng, em Thảo siêu thị ô tô cũ Nghiên xin được kính chào toàn thể quý vị, quý chị, quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán ô tô cũ giá rẻ em trong ngày hôm nay. Lời tiên cho xin gửi lời kính chúc tới quý vị, quý chị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình quý vị nhé. Dạ vâng, em xin báo giá chi tiết mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng em. Anh chị đúng chân mẫu xe mà em giới thiệu sau đây thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922. Địa chỉ xem xe của em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Anh chị là mới về xem video clip của em thì hãy nhớ cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo để hệ thống YouTube có thể cập nhật video mới nhất mà em đăng tải lên hàng ngày quý vị nhé. Giờ vâng, hôm nay em xin báo giá chi tiết mẫu xe mới về cửa hàng em, đó là chiếc xe Daihatsu Lacetti. Chiếc xe này làm xuất là 2011. Xe rất là đẹp quý vị nhé, em mang lớp sơn xi màu đen, em đeo biển số xe là 34A01413. Biển số xe rất là dễ nhớ quý vị nhé. Một mẫu xe cam kết cho anh chị là xe không đâm xô tai nạn, không ngập nước. Đảm bảo bảo hành cho anh chị từ 3 đến 6 tháng về phần động cơ máy quý vị nhé. Nên là chị hoàn toàn yên tâm sử dụng mẫu xe mà bên em được trả bán quý vị nhé. Hai cục đèn hậu đằng sau cũng được chủ xe ốp mạ chrome chân bóng đèn, cực kỳ là đẹp và sáng luôn. Cam kết cho anh chị xe không đâm xô tai nạn, không ngập nước, không taxi dịch vụ quý vị nhé. Xe thì còn rất là mới, bên em đang có giá là 178 triệu đồng quý vị nhé. Một mẫu xe Daihatsu Lacetti đăng ký là 5 chỗ ngồi, động cơ là 1.6. Em mang lớp sơn xi màu đen rất là bóng quý vị nhé. Anh chị làm quan tâm mẫu xe này thì nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Với mức giá chỉ có 178 triệu đồng, anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe đi cực kỳ là sang quý vị nhé. Sơn xi thì rất là sáng bóng đấy ạ. Bốn quả lốp còn rất là dày dặn luôn. Đó, anh chị nhìn bốn quả lốp còn rất là dày quý vị nhé. Đó, bốn quả lốp còn rất là dày. Đây ạ, em sẽ quay gầm bệ cua lốp cho anh chị này. Đó, gầm bệ thì cũng không có dấu hiệu của hao mòn hay mục mọt gì quý vị nhé. Xe còn rất là đẹp luôn. Đúng giá chỉ có 178 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi Daihatsu Lacetti, còn rất là mới và đẹp. Hai cục đèn pha thì rất là sáng này quý vị này. Đó, hai cục đèn pha cực kỳ là sáng luôn. Anh chị là một quan tâm mẫu xe Daihatsu Lacetti này thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Đó, tôn vỏ thì rất là sáng bóng rồi, cực kỳ là đẹp luôn anh chị nhé. Sau đây tiến phần nội thất cho anh chị cùng xem nội thất của chiếc xe này. Đó, nội thất này, nội thất được chủ xe bọc ghế da màu đỏ đen, cực kỳ là nổi bật luôn quý vị nhá. Trần lý theo xe này. Đó, trần lý theo xe, vô lăng ba chấu đi quý vị nhá. Xe còn rất là chắc chắn, gầm bệ cua lốp cực kỳ là chắc chắn luôn. Để sẽ cho anh chị xem đình bấm này. Xe mới về nên là em chưa kịp dọn rửa gì cả. Đình bấm đi quý vị nhá. Cam kết cho chị là xe không mất một phân đình bấm nào. Xe còn rất là mới luôn, zin từng con ốc. Mà với mức giá chỉ có 178 triệu đồng thì rất là hợp lý quý vị nhá. Đây ạ, anh chị nhìn này, góc bản lề cánh cửa bên lái đây còn rất là đẹp quý vị nhá. Nên anh chị là có đang có nhu cầu mua xe hoặc bán xe, trao đổi xe thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Bên em sẽ mua với giá rẻ nhất thị trường. À, em xin lỗi, cao nhất thị trường và bán với giá rẻ nhất thị trường luôn quý vị nhá. Nội thất thì cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ, anh chị nhìn này, táp ly cánh cửa bên lái đây, độ sần da của nó còn rất là rõ quý vị nhá. Độ sần da còn cực kỳ là rõ nét luôn. Đó, các nút chỉnh điện kính lên xuống này. Đây ạ, anh chị nhìn keo chỉ đây ạ. Đó, keo chỉ thì không mất phân nào quý vị nhá. Cam kết cho anh chị là keo chỉ cột kèo không mất một phân nào. Xe còn mới zin luôn quý vị nhá. Mà với mức giá chỉ có 178 triệu đồng thì anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, đi cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây ạ, đây là phần ghế phụ đằng sau đấy quý vị nhá. Bộ ghế da còn rất là mới luôn. Đó, xe này còn rất là đẹp quý vị nhá. Đây ạ, anh chị nhìn này, đinh bấm này. Đó, đinh bấm không mất một phân nào quý vị nhá. Đinh bấm còn cực kỳ là rõ nét luôn.
Đây ạ, phần tam ni cánh cửa sau lái này. Ơi, chụp nhiều quá. Đây ạ, cánh cửa sau lái đây quý vị nhá. Tam ni cánh cửa sau lái này, độ sần của da còn rất là rõ luôn. Đó, anh chị nhìn này. Độ sần da của nó còn rất là rõ quý vị nhá. Cam kết cho chị là xe không có đâm xô tai nạn, không ngập nước, keo chỉ cột kèo nguyên bản theo xe. Với mức giá chỉ có 178 triệu đồng thì là rất là hợp lý quý vị nhá. Xe rất là cực kỳ là hợp lý luôn. Giá xe thì nó bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho anh chị các bạn. Chiếc xe này được chủ xe ốp cái này ốp mạ chrome này. Nhìn rất là sang xe quý vị nhá. Chân kính ốp hết rồi. Xe cực kỳ là đẹp luôn. Chủ xe đây phun đồ chơi rất là nhiều. Đây ạ. Đây là các cái gỡ ốc bản lề quý vị nhá. Đó, em mua xe về như nào em quay lên cho anh chị như vậy. Em chưa dọn rửa gì cả luôn. Nên là các cái ốc này còn rất là bẩn luôn anh chị nhá. Xong video này thì em sẽ đi rửa dọn xe. Đây anh chị nhìn này. Táp ni độ sần da còn rất rõ luôn. Đó. Anh chị nhìn cái táp ni này độ sần da còn rất rõ nét quý vị nhá. Dạ vâng, đây là phần keo chỉ đây. Keo chỉ bên phụ quý vị nhá. Đinh bấm của kèo thì nguyên bản theo xe rồi. Đó, đinh bấm này. Các lô đinh bấm còn rất là rõ quý vị nhá. Xe không một điểm gì chê quý vị ạ. Hãy quý vị anh chị nào có đang có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em đến siêu thị ô tô Cương Nhiên. Bên em có rất nhiều mẫu xe mới về tại cửa hàng. Nên anh chị nào đang có nhu cầu mua thì hãy đến tham khảo quý vị nhá. Tham khảo và hãy chọn cho mình một chiếc xe thật là ưng ý và hợp với túi tiền nhà mình. Phần táp ly cánh cửa bên phụ đây. Bên trên quý vị nhá. Đó, táp ly độ sần da còn rất rõ luôn. Đây keo chỉ này. Keo chỉ cột kèo còn nguyên bản theo xe. Xe còn rất là đẹp quý vị nhá. Đó, anh chị nhìn này. Nội thất thì rất là đẹp quý vị nhá. Sau đây thì tiến về phần cốp. Cốp của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Dạ vâng, đây là phần cốp của chiếc xe Daihatsu Setti. Có năm sản xuất là 2011. Số sàn, máy xăng quý vị nhá. Động cơ là 1.6. Đi cực kỳ là khỏe luôn. Cốp của nó thì rất là rộng. Đây ạ, gầm bệ của lốp này. Rất là sạch sẽ quý vị nhá. Lốp còn rất rộng luôn. Anh chị nào đang có nhu cầu mua xe, mua chiếc xe này để chở hàng hóa cũng rất là ok quý vị nhá. Với giá chỉ có 178 triệu đồng thì anh chị cũng đã sở hữu ngay một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi. Cam kết cho chị là xe không có đâm xô tai nạn, không ngập nước quý vị nhá. Đó, anh chị nhìn các con ốc này. Các con ốc của lốp cabo đây. Đó, keo chỉ nha anh chị nhá. Còn rất là đẹp luôn. Một mẫu xe giá cả thì rất là hợp lý quý vị nhá. Anh chị cứ đến bên siêu thị ô tô Cương Nhiên là có rất nhiều mẫu xe cho anh chị lựa chọn và hợp với túi tiền nhà mình. Giá dao động bên em cũng chỉ từ 100 triệu cho đến 400 triệu đổ lại thôi. Đó, nên là chị yên tâm với anh chị nhá. Sau đây em sẽ tiến về phần bên trong. Mọi em sẽ quay lổ xe, mọi xem mọi chức năng hoạt động của xe và nghe lổ xe như nào quý vị nhá. Dạ vâng, bây giờ em đang ngồi bên trong của chiếc xe Daihatsu Setti. Có năm sản xuất là 2011. Đó, số sàn máy xăng. Đây là hộp số đây quý vị nhá. Xe còn rất là đẹp luôn, nội thất thì thân vỏ thì cực kỳ là đẹp rồi. Sau đây em sẽ xem mọi chức năng hoạt động của chiếc xe này. Nó hoạt động như thế nào quý vị nhá. Đó. Xe nổ cực kỳ là êm. Điều hòa thì rét buốt luôn quý vị nhá. Điều hòa đấy ạ. Đó. Đài này. Đó, anh chị thấy mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất bình thường không? Còi đây ạ. Đó, gương chỉnh điện này. Đó, gương kính chỉnh điện quý vị nhé. Mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất bình thường luôn. Với mức giá chỉ có 178 triệu đồng
một xe rất là hợp lý quý vị nhá. Xi nhang đây ạ. Đó, xi nhang trái này. Sau đây em sẽ cần gạt mưa quý vị nhá. Đó. Mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất bình thường luôn. Cam kết cho chị là xe không có đâm xô tai nạn, không ngập nước. Và bên em có bảo hành vì phần máy móc động cơ cho chị từ 3 đến 6 tháng nhá, nên chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng những mẫu xe mà bên em là chào bán. Sau đây mình tiến ra phần khoang động cơ cho anh chị cùng xem nhé chị nhé. Dạ vâng, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Daihatsu Lancetti có lắp rất là 2011 số sàn máy xăng quý vị nhé. Đó, xe thì còn rất là đẹp luôn. Anh chị nhìn này, máy móc này, các con ốc này còn zin luôn quý vị nhé. Không có dấu hiệu của loang dầu hay dỉ dầu gì cả. Xe chạy cũng rất là êm luôn. Với mức giá bên em chào bán chiếc xe là chỉ có 178 triệu đồng thì giá này rất là hợp lý quý vị nhé. Động cơ là 1.6, đi cực kỳ là tiết kiệm nguyên liệu và cũng rất là khỏe xe. Đó, anh chị nhìn này, đây là phần tay đèn của bên lái đây. Đó, xe còn rất là đẹp quý vị nhé. Rằng này, đó, chị nhìn rằng đây chị nhé. Để tay đèn bên phụ đây. Đó, các cái này cũng rất là zin luôn. Anh chị nhìn con ốc này, còn zin luôn quý vị nhé. Xe còn rất là đẹp đấy ạ. Một mẫu xe Daihatsu Lancetti mà với mức giá chỉ có 178 triệu đồng thì trong đó em bao gồm phí hồ sơ và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho anh chị và các bạn. Nên anh chị làm một quan tâm mẫu xe Daihatsu Lancetti này thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Theo số điện thoại là 0963040922. Địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư Phú Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Các con ốc vẫn còn theo máy luôn quý vị nhé. Đó, con ốc còn theo máy luôn này. Cam kết cho chị là xe không có động cơ tai nạn, không ngập nước quý vị nhé. Các phần động cơ của máy còn rất là khô ráo luôn, không có dấu hiệu của loang dầu hay dính dầu gì cả. Xe còn rất là chất xe. Dạ vâng, và vừa rồi em đã đi quay chi tiết mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng em. Anh chị đúng chân mẫu xe mà em vừa giới thiệu thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922. Địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư Phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Một mẫu xe Daihatsu Lancetti sản xuất năm 2011, động cơ là 1.6, số sàn máy xăng. Bên em nó có giá là 178 triệu đồng. Trong đó thì em đã bao gồm phí hồ sơ và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho anh chị và các bạn. Nên chị đang có nhu cầu mua xe, hãy tham khảo ngay một mẫu xe cực kỳ là đẹp này anh chị nhé. Rồi em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại quý vị quý chị video tiếp theo ạ.